Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Như đã hứa trong clip trước, hôm nay mình sẽ làm hồ sơ về một Predator cực kỳ mạnh mẽ đã xuất hiện trên màn ảnh. Đó là Predator War, hay còn được biết đến với cái tên là sói cao cấp săn mồi. Không để anh em chờ lâu thêm nữa, hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu về nhân vật này nhé. 1. Tiểu sử. Predator là một chủng tộc tiên tiến ngoài hành tinh. Hành tinh của họ chưa được biết nhiều. Người ta bảo hành tinh của họ tên là Georgia Prime. Họ là những thợ săn ưu việt. Dù là thợ săn nhưng họ cũng giống con người. Phải làm thì mới có địa vị, phải làm thì mới có ăn. Tuy là thợ săn nhưng công nghệ của họ vượt xa con người. Chủng tộc này đã tạo ra rất nhiều chiến binh săn mồi tinh nhuệ, có thể hạ sát cả một thị trấn. Trong đó, Gua là nhân vật nổi trội. Ông là một Predator não luyện và cực kỳ mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu cực cao. Trong bộ phim Alien vs Predator 2, ông nhận được tín hiệu cứu từ chiến binh Predator bị tấn công bởi một con Predalien. Ông đã đến trái đất. Dường như trong thời gian ông đi săn, trong thời trẻ ông đã săn và giết rất nhiều sinh vật mạnh mẽ và có thể đã từng giao đấu với cả Queen Alien hay thậm chí là cả đồng loại. Gua được sinh ra vào khoảng trước năm 1900. Tính theo lịch trái đất, đến năm 2007 thì ông khoảng 107 tuổi. Mặc dù vậy, ông vẫn cực kỳ sung sức. Trong một khoảng thời gian nào đó, Gua đã đi săn Alien nhưng có vẻ như đã bị dính máu axit nên ông ta đã bị biến dạng khuôn mặt gần giống với Scarbreader. Chỉ khác là khuôn mặt của ông vẫn còn con mắt trái nhưng nó chuyển sang màu trắng và ông bị mất một cái răng. Ông có thể một mình cân cả một bầy Alien, đánh nhau với một con nữ hoàng nhỏ là Predalien. Mặc dù ông đã mất gần hết vũ khí của mình. Cuối cùng đến năm 2007, ông đã hy sinh trong lần cuối cùng truy bắt những con Xenomorph ở trái đất. 2. Về các năng lực. Đầu tiên là về thể chất. Xuất thân từ chủng tộc săn mồi vốn đã ghê gớm, Gua thể hiện sức mạnh vật lý còn vượt qua cả cấp Predator trẻ tuổi. Được thấy khi ông chỉ dùng một tay đã có thể giữ chặt hay ném cả một con Alien đi dễ dàng. Sức mạnh vật lý của ông vượt xa hai Predator trẻ đã xuất hiện trong phần 1 là Scar và Celtic. Khi chiến đấu với một đối thủ to hơn là Predalien, Gua dù mất hết vũ khí nhưng vẫn có thể đánh trả, thậm chí là đẩy đầu của con Predalien vào tường. Dù ông đã khá mệt sau một ngày chiến đấu, trong khi đó Predalien toàn đánh nén và rút lui. Nó chỉ đánh với Gua khi ông bị thương, mệt và mất hết vũ khí. Nếu Gua có đủ thể lực và solo với Predalien ngay từ đầu thì việc Gua có thể thắng sẽ cao hơn nhiều. Về độ bền và sức chịu đựng, Gua cực kỳ bền bỉ và gần như không tỏ ra là mình bị thương. Có thể tự mình thoát ra khỏi một đống đá đè lên mình, bị rơi từ trên cao xuống và bị đâm xuyên vào một thanh sắt ở công trường nhưng vẫn sống. Bị một con Alien đẩy ngã từ trên cao xuống thang máy, mặc dù bị tấn công bởi nhiều sinh vật mạnh mẽ và bị thương và mệt mỏi, ông vẫn rất trâu bò mà tiếp tục đi săn các con Alien. Nghe khá giống với sự trâu bò của con Indominus Rex phải không các bạn? Về kinh nghiệm, ông cực kỳ dày dặn kinh nghiệm do đã đi săn từ khi trưởng thành. Ông cũng nhận ra con Predalien trong phim. Có lẽ trong một khoảng thời gian ông đi săn, ông cũng đã nhìn thấy sinh vật này vài lần. Điều này chứng tỏ trong quá khứ đã có một số Predator giống như Scar bị phầy Hugger ký sinh. Nên ông cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà còn tỏ ra tức giận hơn khi nó hạ sát đồng bào mình. Trong phim, nhờ kinh nghiệm của mình dày dặn, ông đã có thể đánh bại rất nhiều con Alien trong một khoảng thời gian. Nếu con Predalien không xuất hiện, ông còn cho thấy mình là một bậc thầy sử dụng mọi loại vũ khí và thậm chí là còn tự chế cả vũ khí. Ông còn thể hiện khả năng cận chiến, sử dụng cả võ công nhìn như karate và boxing trong lần đối đầu với con Predalien vậy. Giác quan và phản xạ, ông có giác quan khá cao, có thể cảm nhận được những con Alien đang ở gần mình mà phòng bị sẵn sàng để cho thời cơ ra tay. Dù ông không biết chúng đang ở đâu, ông vẫn kịp né các cú quất đuôi từ các con Alien. Nên có thể nói về khoảng giác quan cũng như phản xạ của ông là cực kỳ ấn tượng. Về tốc độ cao của ông được thể hiện qua các cuộc chiến trong phim. Tốc độ của ông được chứng minh là còn nhanh hơn cả một con Alien. Về mặt trí tuệ, ông có trí tuệ rất cao. Ông không bao giờ kiêu ngạo quá mức như Scarface hết. Ông rất coi trọng tinh thần thượng võ và cũng có phần khinh bỉ con Predalien vì nó là vết nhơ của gia tộc. Dù phải đối đầu với cả một đàn Alien và đánh tay đôi với con Predalien, ông vẫn không hề sợ hãi, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để thể hiện sự tự trọng của gia tộc. Về vũ khí, ông luôn mang theo một thiết bị tàn hình hay liên lạc trên tay, ba nô đa năng, hai khẩu plasma, giáo, dao cổ tay, bom hạng nặng, phi tiêu, dung dịch tan chảy. Rồi, về ngoại hình, Gua sở hữu bề ngoài khá cao lớn, ông ta cao khoảng 2,15m. Ngoại hình của ông khá đô, gần giống với Scar Predator, chỉ khác là ít giáp hơn.
Mặt nạ của ông cũng có nhiều ký tự kỳ lạ và có một vài vết xước như đã chứng minh ông là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong cuộc đời của một kẻ săn mồi. Khuôn mặt của ông khá to, rìa ngoài dường như có vài cái sừng, chả biết có phải bị cắm sừng không. Bên trái khuôn mặt của ông hơi bị biến dạng do cuộc đi săn trước đây, không giống với dân Blood trong phim Alien với The Predator 1 là mặc nhiều giáp thì vua rất ít giáp. Một số sự thật khác, cái tên vua của ông ám chỉ một con sói săn mồi tối thượng cho sự dày dặn của mình. 2. Các fan thường hay cho rằng vua là cha hoặc họ hàng gần của Scar. Tuy nhiên Scar được cho là em trai của Celtic và Chopper, chứ không thấy bất kỳ nguồn giới thiệu nào về vua có nói đến mối quan hệ cha con hay họ hàng của mình với Scar hết. 3. Vua là một kẻ săn mồi được nhiều người thích nhất trong tất cả các phần về Predator, với bản tính lạnh lùng cùng các mặt vượt trội hơn nhiều so với các Predator đã xuất hiện trước đó thì đã khiến ông nổi tiếng trong lòng người hâm mộ. Sự thật cuối cùng, vua là Predator mạnh nhất nếu chỉ xét trên phim và không xét đến Predator tối thượng. Với sự thể hiện ấn tượng về vũ khí, sức mạnh, độ bền, trí tuệ, kinh nghiệm nên có thể nói ông là người toàn diện nhất trong tất cả các Predator từng xuất hiện. Ok, vậy là hồ sơ về Gua cũng đã hết. Nếu anh em thích chủ đề hồ sơ này thì nhớ like, share, đăng ký kênh. Ngoài ra hãy comment ý tưởng các bạn muốn mình làm bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.